Mến chào quý cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh Cùng Mai Vào Bếp. Hôm nay Mai chia sẻ đến anh chị em mình một món vịt quay chay vô cùng ngon miệng, thơm phức, cực kỳ hấp dẫn. Nghe có vẻ nó phi lý phải không ạ? À? Đã ăn chay mà còn gọi tên món mặn. Vì ngày nay ăn chay đã không còn xa lạ với mọi người nữa. Không phải những ai đi tu mới ăn chay, mà ăn chay còn vì sức khỏe. Vì thế, nhiều người tìm hiểu thêm về cách chế biến món chay sao cho đa dạng mà không ngán vị chỉ một màu. Cách làm thì khá là đơn giản, không phức tạp. Và cách làm như thế nào thì hãy vào bếp cùng Mai nha! Và nguyên liệu để làm món này thì ở đây Mai có 3 cây nấm đùi gà. Nấm này Mai đã rửa sạch rồi. Và để món ăn được ngon thì khi mua nấm, chúng ta nên chọn những cây nấm còn tươi mới, cứng chắc, không bị mềm nhũn. Và chọn những cây nấm to tròn thì sẽ dễ làm và khi ra thành phẩm sẽ đẹp mắt hơn. Tiếp theo Mai sẽ dùng nửa chén bột năng. Bột năng sẽ tạo độ kết dính và có một lớp màng để tạo giống như là lớp mỡ vậy. Một muỗng cà phê bột ngũ vị hương. Và cuối cùng là tàu hủ kia lá. Khi mua tàu hủ kia về mình ngâm qua nước sạch để cho mềm ha. Tàu hủ kia này Mai đã ngâm cho mềm rồi. Mình đến cửa hàng bách hóa tổng hợp bán gia vị hỏi là có, hoặc đến cửa hàng bán thực phẩm chay. Và Mai cũng đã ra một video cách làm về tàu hủ kia lá rồi. Mai sẽ để đường link ở phần mô tả. Nếu anh chị nào có quan tâm thì ấn vào xem lại nha. Và cùng với một số gia vị khác Mai chia sẻ trong lúc làm luôn. Trước tiên thì Mai sẽ luộc nấm. Bắt nồi nước lên bếp, cho vào một ít muối để nấm được ngọt hơn. Khi nước sôi lăn tăn thì cho nấm vào luộc. Rồi để nắp lại, mình luộc ở đây tầm khoảng 15 phút để cho nấm chín. Lúc này nấm đã mềm và chín rồi thì Mai sẽ vớt nấm ra và để cho nấm nguội. Mình bóp vô mà thấy cây nấm mềm, tức là nấm đã chín rồi ha. Trong khi chờ nấm nguội, Mai sẽ pha nước sốt, cho khoảng 2 muỗng cà phê hạt nêm chai vào chén, 1 muỗng canh đường, 3 muỗng canh nước tương. Bốn muỗng canh nước lọc. Một muỗng canh tương ớt. Một muỗng cà phê ngũ vị hương. Rồi mình khuấy cho hỗn hợp tan đều ra. Bây giờ thì Mai sẽ cắt nấm. Phần đầu nấm mình cắt riêng ra. Phần này anh chị bỏ hoặc là lấy cũng được ha. Tiếp theo thì mình sẽ cắt dọc cây nấm. Mình lạng tròn xung quanh cây nấm để tạo thành nguyên miếng to ha. Mình lạng nấm dày dày thì khi ra thành phẩm sẽ đẹp mắt hơn. Mà nếu như có lỡ chỗ dày chỗ mỏng cũng không có sao ha. Mình không cần phải cắt cho đều đâu nè. Mình cắt khi mà ra một miếng to như vậy là được rồi ha. Và cứ tương tự như vậy, chúng ta cắt hết tất cả các cây nấm còn lại. Sau khi nấm đã cắt xong thì Mai sẽ ướp vào một muỗng cà phê hạt nêm chay để nấm được ngọt đậm vị hơn. Ướp hạt nêm đều nấm rồi thì mình sẽ làm bước tiếp theo là phủ bột năng đều xung quanh nấm. Nếu như mà anh chị thích ăn lớp bột nhiều á, thì mình có thể phủ dày bột ha. Còn không á, thì mình chỉ cần áo một lớp bột kín đều các mặt như vậy là được.
Nhưng theo Mai thấy á, áo một lớp như vậy là được rồi. Vì khi chế biến á, bột còn nở ra nữa. Nếu như mà dày bột quá thì khi ăn á, sẽ nhanh ngán hơn. Rồi như vậy là được. Và cứ tương tự như vậy mình làm cho hết tất cả các phần còn lại luôn ha. Tiếp theo mình sẽ lấy miếng tàu hủ kia trải phẳng ra. Rồi đặt miếng nấm đã phủ bột lên. Sau đó thì mình sẽ gói lại. Mình gói vừa miếng nấm ha, đừng có lỏng quá sẽ không được đẹp. Rồi cái phần dư này nè, mình sẽ cắt ra. Mình cắt cho vừa vặn vuông vức thì nhìn sẽ đẹp mắt hơn. Rồi như vậy là đã xong rồi nè. Tàu hủ kia đã được bọc nấm xong. Mình gói sát miếng nấm như vậy nè, thì khi ra thành phẩm á, miếng tàu hủ sẽ dính sát rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ Mai sẽ đem đi chiên. Bây giờ thì Mai sẽ cho một lượng dầu vừa đủ vào chảo. Mình không cần phải cho quá nhiều dầu ăn vào đâu ha. Mình cho đủ để chiên vàng là được. Và khi dầu đã nóng á, thì Mai sẽ cho tàu hủ bọc nấm vào chiên. Rồi mình canh trở đều, cho vàng giòn các mặt ha. Lúc này á, miếng tàu hủ kia bọc nấm đã vàng giòn rồi, vàng đều rồi thì bây giờ Mai sẽ lấy ra. Bước tiếp theo, cho một ít dầu ăn vào chảo. Rồi cho hành tím băm vào phi thơm. Rồi mình phi cho đến khi thấy hành tím đã dậy mùi thơm và ngả vàng rồi. Thì lúc này Mai sẽ cho tất cả nước sốt đã pha lúc nãy vào. Khi nước sốt đã sôi thì mình cho nấm đã chiên lúc nãy vào. Rồi mình canh trở đều các mặt thường xuyên để các miếng nấm áo đều nước sốt ha. Mình để lửa nhiệt độ dưới trung bình để nước sốt từ từ thấm đều các miếng nấm. Nếu như mà để lửa cao quá thì sẽ nhanh cạn nước ha. Lúc này á, nước sốt đã cạn bớt và có độ sệt như vậy, thì Mai cho vào một ít tiêu xay để cho thơm. Và mình xoay trở đều đến khi á, nước sốt đã cạn và thấm vào như vậy là được ha. Lúc này á, rất là thơm luôn á cả nhà ơi. Nhìn nè, màu lên rất là đẹp luôn, rất là hấp dẫn. Bây giờ thì Mai sẽ lấy ra ngoài cắt ra để thưởng thức thôi nào. Khi cắt á, thì mình sẽ cắt theo thớ ngang của miếng nấm thì nhìn sẽ đẹp mắt hơn.
Đây, món vịt quay chay đã hoàn thành xong rồi nè. Rất là thơm ngon hấp dẫn. Cắt ra từng miếng như vậy nhìn không khác gì miếng vịt thật ha. Từng lớp da vàng giòn, đậm màu. Bên trong màu trắng của nấm nhìn rất là bắt mắt. Bây giờ thì Mai sẽ ăn thử xem như thế nào ha. Ăn vào có vị mặn ngọt đậm đà, hương vị như là vịt quay vậy. Lớp da bên ngoài thì giòn nhẹ mềm mềm, lớp bột dai nhẹ. Bên trong nấm thì ngọt giòn sực sực, rất là đã luôn. Các nguyên liệu kết dính lại với nhau, không rời rạc. Lớp bột năng nhìn giống như là lớp mỡ không nè. Lớp da bọc bên ngoài thì vàng nâu óng ánh, rất là bắt mắt. Rồi, vậy là Mai đã chia sẻ xong một bí quyết là món vịt quay chay ngon như nhà hàng rồi nè. Với món này, anh chị có thể đãi khách cho những buổi tiệc chay tại gia hay là làm cho gia đình mình thưởng thức được rồi ha. Mai chúc cho cả nhà mình thực hiện thành công. Và nếu như anh chị thích cách làm này thì ủng hộ tinh thần Mai bằng cách dành tặng cho Mai một like và đăng ký kênh. Đồng thời đừng quên ấn thêm cái chuông bên cạnh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Và bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại cả nhà ở video lần sau.